Bây giờ mình nói mấy người công giáo mình nói đạo Phật này nọ họ có sự dị ứng, nó cả không phải Phật, cái nghĩa là gì, dịch ra mà sát nghĩa thêm bằng tiếng Việt á gọi là tỉnh thức, thì từ nay mình nói là đạo Phật nó đạo tỉnh thức, cho nên để cho con những người công giáo sau này á, tương lai là học học theo tỉnh thức hết, chứ còn mình đánh game mình cũng vẫn không tỉnh thức, mình cứ lo làm từ thiện nhưng mà mình làm không đúng chỗ cũng là không tỉnh thức, thì chữ Phật có nghĩa là chữ tỉnh thức à, thì từ nay hễ mình gặp chữ Phật là Việt sẽ nói chữ tỉnh thức nha quý vị. Mà đạo Phật không phải là đạo nha, là một cái công thức để mà cho mọi người, tất cả các đạo có thể sử dụng được tỉnh thức để mà làm cho người mình tỉnh thức. Nếu con người mình tỉnh thức mình sẽ không có làm nhiều sai, đi nhiều điều sai, mình sẽ được thăng quan tấn tiến chức giàu có, gia đình hạnh phúc, nếu mà cái đầu mình lúc nào cũng tỉnh thức. Còn bây giờ 10 tờ giấy ký là trên bàn nhậu không, đâu có tỉnh thức đâu. Rồi đi có những hồi xưa kỳ có quen với mỗi ông vị thầy, cái kỳ hỏi ngài một câu, một ngày thầy giảng được bao nhiêu bài pháp, thầy giảng từ sáng tới chiều được, có nghĩa là nói mà nói liên tục, có nghĩa là cái đầu không có tỉnh thức thì làm sao mà nói đúng được, đâu phải mình nói nhiều có nghĩa là mình giỏi đâu, nó không phải đó. Cho nên quan trọng là phải tỉnh thức đó. Cho nên đạo tỉnh thức, hôm nay thiên tâm cha mẹ đặt ra là tỉnh thức, con người mình phải tỉnh thức, tự đốc đuốc mà đi chứ không ai tu giùm mình được.